Sau khi tạo xong menu, chúng ta sẽ bắt tay vào làm trang đầu tiên. Đó là trang hiển thị danh sách. Ở bài này, chúng ta sẽ sử dụng UI Component để tạo ra giao diện tương tự như là ở phần Content. Chúng ta sẽ tạo ra giao diện tương tự như trang này. Nó gồm có rất là nhiều chức năng: hiển thị danh sách, sorting hay là filter. Chúng ta sẽ tham khảo code của module CMS. Trong module CMS thì sẽ có phần block và phần page. Tôi sẽ lấy mẫu ở phần page. Đầu tiên đó là file di.xml. Chúng ta sẽ copy file này. Paste vào trong etc. File này dùng để cấu hình dependency cho các class trong module hoặc là tạo thêm các subclass bằng cách khai báo theo cú pháp của XML. Tiếp theo chúng ta sẽ copy phần view. Xóa bớt các thư mục thừa đi. Chỉ giữ lại layout và UI component. Sửa lại tên file layout. File này sẽ dùng cho controller index. Trong file layout chúng ta có một element là UI component. Name của nó sẽ là một tên file XML như thế này. Như vậy là ở trang Banner Manager, chúng ta có giao diện giống hệt trang page của CMS. Và các chức năng thì nó hoạt động giống hệt. Bởi vì thực ra thì chúng ta đang sử dụng class của module CMS. Bây giờ chúng ta sẽ phải thay đổi class, thay đổi dữ liệu để danh sách này sẽ lấy thông tin từ bảng banner thay là lấy từ trong bảng CMS page. Đầu tiên tôi sẽ đổi tên file. CMS page sẽ đổi thành banner. Banner listing.xml. Chúng ta sẽ replace hết tất cả những đoạn nào mà ghi là CMS page listing và đổi thành banner listing. Sử dụng chức năng file and replace bằng cách bấm Ctrl R.
sau đó replace từng từ một, hoặc là replace all. Chúng ta cũng có thể replace theo từ cement paste. Sau đó đổi thành banner. Tiếp đến chúng ta quay lại file di.xml. Ở trong này chúng ta sẽ xóa hết tất cả các element đi. Tuy nhiên cần để lại hai element. Chúng ta sẽ để lại element type, trong đó có name kết thúc bằng collection factory. Và element type có name kết thúc bằng page grid collection. Xóa item có block đi. Tiếp đến chúng ta sẽ sửa tên cms page đổi thành banner. Giá trị của nó sửa lại namespace. Đoạn code này có ý nghĩa đó là inject một tham số tên là banner listing data source vào trong class là collection factory. Và class mà chúng ta inject vào đó là banner grid collection. Class này thì sẽ khai báo ở dưới này. Như ở trong CMS thì chúng ta sẽ thấy phần model. Class tương ứng của nó đây, collection.php. Viết theo kiểu này cũng được, tuy nhiên là hơi phức tạp một chút. Vì thế chúng ta sẽ viết theo kiểu khác. Đó là chúng ta dùng virtual type. Bổ sung thêm thuộc tính type. Đoạn câu hình này có nghĩa là chúng ta tạo một subclass của class data provider search result bằng element là virtualTime. Bên dưới là các tham số ở trong constructor của class. Nó cũng tương tự như constructor của class grid collection
trong module CMS. Tuy nhiên trong trường hợp này thì chỉ cần hai tham số chính thôi. Đó là main table và resource model. Main table là banner. Vậy là chúng ta đã cấu hình xong data source, tức nghĩa là nguồn dữ liệu dùng để đổ ra bảng ngoài view. Bây giờ quay lại banner listing. File này cấu hình trông khá là dài. Tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn ở trong phần chú thích. Còn bây giờ chúng ta sẽ sửa nhanh một số thành phần chính. Ví dụ page ID. Đây là cột primary key. Ở trong bảng banner thì nó là ID. Vì thế tôi sẽ lại dùng chức năng replace. Thay thế hết page ID thành ID. Chúng ta có thể chọn theo word, tức là chỉ replace theo từ để cho chính xác. Chúng ta cùng xem lại kết quả. Vậy là dữ liệu đã lấy được đúng từ bảng banner. Tuy nhiên cột thì chúng ta cấu hình sai, sẽ phải cấu hình lại. Để cấu hình cột thì chúng ta chỉ cần chú ý đến element là column. Bên dưới này sẽ là khai báo các cột. Rất là nhiều cột. Và cột cuối cùng là cột action. Chúng ta sẽ giữ lại một cột làm mẫu và cột action. Còn đâu xóa hết đi. Cột ID. Cột title. Đổi thành cột IMAID. Validation. Require INTRY chúng ta đặt là true, có nghĩa là bắt buộc. Tiêu đề thì sửa thành IMAID. Sau đó copy. Tạo thêm một vài cột nữa. Ví dụ như là cột link. Vậy là cơ bản chúng ta đã tạo ra được trang listing. Và các chức năng thì hoạt động khá là đầy đủ. Tuy nhiên có một số chức năng sẽ chưa hoạt động được. Ví dụ như là cột action, search hay là mass action. Chúng ta sẽ sửa tiếp ở trong các bài sau.